giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với tài năng đầu tiên của ngày hôm nay. Hàng chốn đào nguyên mi ơi nào về, đường đâu thế mà ta lạc trốn, đào nguyên giữ mình ơi ơi à mà để thiên duyên cứ thiên duyên thành bày ta tình ta đời năm mươi ta. Cuối nhìn liếc nguy hiểm quá. Chị Ngọc Quyên à, mình xem cái đoạn clip vừa rồi thì mình có phán đoán gì không mà chị? À, chị nghĩ chú hát cũng được, đánh trống cũng ok, mà nhìn như có cái gì ăn gian đó. Tại vì cái đánh trống thì thấy đúng nhịp đó, nhưng mà lúc mà quay cận lại đó thì cái tay đánh trống hình như của người khác. Dạ vâng ạ. Đó, cho nên cái mắt nhìn liếc qua gì nè, để hỏi coi rằng là đoán như thế nào. Đoán như thế nào. Dạ. Còn chị Hồng Vân và chị Ốc thì nghĩ sao ạ? Ốc em nghĩ sao? Chị là người đến sau, nhưng kinh nghiệm chưa có nhiều, chị sẽ nghe em trước. Dạ em là người đến trước nhưng mà kinh nghiệm nó cũng nhiều khi nó cũng lúc có lúc không. Tại vì có những trường hợp là nó đem đến cho em ngay lập tức một cái linh cảm nào đó. Nhưng mà riêng cái trường hợp này thì nó khá là vô chừng, vô định. Vô chừng hả em hả? Dạ. Tức là mình thấy chú có khả năng chứ không phải không có khả năng. Nhưng mà cái đó có phải là nghề của chú hay không thì lại là chuyện khác. Dạ, mà hay là không... mình sẽ cùng nhau mở năm gợi ý của chương trình. Dạ vâng ạ, xin mời năm gợi ý của chương trình. Chú Đào Minh Tuân, 60 tuổi. A. Chơi nhạc cụ bằng ống nước. B. Hát chèo. C. Múa rối chân. D. Chơi trống bằng nồi niêu son chảo. Và E. Múa rối dây. 1, 2, 3, 4, 5, sao thấy cái nào cũng trúng không hết trơn. Nhưng mà có một cái chi tiết nha. Chi tiết ở cái tay vậy nè, để vậy nè, cầm hai cái dùi á. Chỉa ra vậy nè, chỉa ra vậy nè. Thì cái đó là của những người múa rối dây. Người ta phải điều khiển đó. Đó. Cái linh cảm tự nhiên ùa về không biết phải hay không. Nếu mà nói chú hát chèo thì mãi mãi thanh xuân là chú đam mê hay là cái nghề chánh của chú? Nếu là đam mê đó thì là chú chỉ đeo đuổi thôi. Chứ chú hát nãy giờ em nghe nó cũng không có phải là người hát chèo chuyên nghiệp, không có hay. Đó, tại vì em mê chèo cổ mà. Có bao giờ chú múa rối chân không ta? Wow. Múa rối chân chị chưa hình dung nó ra làm sao luôn á. Em nghĩ rằng là sẽ bọc hai cái con nhân vật nào đó vô hai cái chân á. Dạ. Xong rồi hai chân nói chuyện nhau. Ê đi đâu vậy? Đi quay mãi mãi thanh xuân nè. Wow. Kiểu vậy đó. À mình phải chốt rồi vậy. Bên đây thì em theo chị Hồng Vân. Chị Hồng Vân chọn E. E, chị chọn E. Múa rối dây. Em. Em hả? A và D đó. Ok. Không, vậy D đi nha. Nói tóm lại là em D hay là A? Dạ, vậy thôi. D hoặc A? Dạ đúng rồi. Vậy thì em D hay A? Hỏi chị á. Em A. Hôm nay lần đầu tiên Ngọc Quyền đến với lại chương trình Mãi Mãi Thanh Xuân. Ngọc Quyền đã đưa ra đáp án A. Thì tha cớ gì mà tôi lại không theo Ngọc Quyền? Để cho chứng minh rằng với tất cả khán giả rằng khi Ngọc Quyền đã quyết định một điều gì rồi thì tôi luôn là người theo và tôi luôn là người chiều chuộng. Nhưng mà anh biết tại là... sao em chọn A không? Tại sao? Tại vì A là anh đó. A là anh đó. Anh nhà ở đâu thế? Cứ ta lưu trong tim tôi chẳng nhớ đường về à? Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người. A là anh đó. Mà dê cũng là ảnh luôn á. Trời ơi, thả thính. Và cuối cùng đáp án của hai chúng tôi là A. À. Dạ. Vậy thì để xem chú Minh Tuân sẽ mang đến tiết mục gì với chương trình Mãi Mãi Thanh Xuân, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chú ngay sau đây.
Dạ, tụi con chào chú ạ. Ở đây là phải chào ba nhân vật mới đúng. Chào chú Tuân và chào hai người bạn diễn của chú nữa. Dạ. Dạ. Giờ là các bạn ấy đang cần phải nghỉ ngơi sau một màn nhảy quá sung vừa rồi. Chú ơi, chú làm công việc này lâu chưa ạ? Mình đến với lại nghệ thuật múa rối từ lúc còn rất trẻ. Tên là Đào Minh Tuân, 60 tuổi, đến từ thành phố Hải Phòng. Với cái loại hình nghệ thuật múa rối ở Đồng Minh này thì nó tồn tại ở cái đất này là hơn 600 năm. Chính vì cái nghệ thuật múa rối cạn và nghệ thuật múa rối nước ở cái quê hương Đồng Minh này, từ đó nó sinh ra cái nghệ thuật múa rối dây. Mình thì xuất phát từ là một người dân trong làng có nghề, thế và là con em ở trong làng được đào tạo ngay từ những lúc còn bé. Với cái nghệ thuật múa rối thì nó thấm đẫm vào với cái tuổi thơ của mình. Cho đến bây giờ thì mình lại là những cái người mà truyền dạy lại cho các cái thế hệ sau. Thì cái này nó phụ thuộc vào cả một cái lòng đam mê, cũng như là vì trách nhiệm với lại cha ông, vì trách nhiệm với nghề truyền thống nên mình lưu giữ. Nguyên liệu để mà sản xuất con rối thì người ta sản xuất bằng gỗ. Bây giờ thì có thể người ta thay thế bằng các loại chất liệu khác, ví dụ như là cao su, ví dụ như là xốp cứng, thì có thể người ta tạo hình con rối nó nhẹ để diễn viên, tạo điều kiện để diễn viên người ta biểu diễn tốt hơn. Muốn tạo hình được một tiết mục múa rối dây thì mình phải, trước hết là mình phải tính được cái trò diễn. Trò diễn như thế nào để mình tạo hình cái con rối là một, hai nữa là tạo hình, tạo các cái khớp nối với nhau để khi mà con rối biểu diễn nó linh hoạt và nó phù hợp với các cái động tác. Nên mà cái người mà luôn luôn đồng hành cùng mình thì lại là bà vợ. Thế và cũng phải nói rằng là một con người cũng rất là thông cảm và hiểu được cái tính của chồng là ham nghe múa rối, cho nên là vợ cũng luôn luôn đồng hành cùng mình. Rối dây thì chỉ chú làm thôi, còn cô chỉ là người phụ may quần áo cho rối thôi. Thì chú đam mê thì chú say sưa lắm. Hôm là chú làm đến đêm, mà nhất là hôm nào mà có cái đoàn nào người ta về người ta xem múa rối thì chú thì quên cả ăn. Đã có những cái lúc bạn bè tôi nó chê tôi là cái ông hấp, bởi vì là toàn đầu tư cho múa rối thôi, nhà cửa thì không hỏi gì đến. Thế nhưng mà tôi thì tôi vẫn cứ một lòng yêu múa rối và đến với múa rối. Thậm chí là một ngày mình không sờ đến con rối, mình không cầm đến con rối thì mình cảm thấy nó thiếu một cái gì đó. Thế nên là khi nào mà mình cầm vào con rối thì tất cả những cái mệt mỏi nó tan biến đi. Hình như là mình sinh ra thì có cái gì đấy, cái nghiệp nó vận vào nghiệp, cái nghề. Từ đó thì cái nghề đấy nó cứ quấn lấy mình. Dạ vâng. Dạ cái này con nói thiệt cái cảm nhận của con nha. Con cảm giác là hai con rối này á không hề vô tri vô giác, và con cảm nhận là nó ra sân khấu và biết là đang diễn luôn, và cặp đôi này phải biểu diễn. Vâng, Ngọc Huyền hay đồng ý là mềm với nhận xét của Ốc Thanh Vân, bởi vì có lẽ là từ cái trái tim, cái tình yêu thương của chú đó, con nhìn thấy cái lúc mà hai con rối nó uyển chuyển với nhau qua bàn tay của chú, tự nhiên con muốn nhảy theo, tự nhiên con cảm thấy rất là yêu đời và thanh xuân. Và có một câu hỏi cũng muốn dành cho chú là có một thời gian đó, nói chung múa rối nước và ngành múa rối thì có những cái gặp ghềnh, có những lúc khó khăn. Lúc đó thì có bao giờ chú nghĩ là chú đổi nghề hoặc chú chùng bước không? Nói thực ra chúng ta cũng rất biết là cái phương tiện nghe nhìn nó nhiều. Đấy, các cái loại hình nghệ thuật giải trí thì nó rất nhiều. Cho nên là cái nghệ thuật sân khấu cũng như là đặc biệt là cái nghệ thuật múa rối này, có rất nhiều bạn trẻ người ta quay lưng lại.
Nhưng mà chính vì từ những cái mà các cụ nói là cái khó nó ló cái khôn. Đấy, thì ở ngay địa phương chúng tôi là chuyển sang là hoạt động cái sân khấu múa rối này, mục tiêu phục vụ khán giả trước tiên là các em học sinh. Nhưng mà cho đến bây giờ thì cái môn nghệ thuật truyền thống này phục vụ tất cả các lứa tuổi. Bây giờ nghệ thuật múa rối nước của chúng ta, các anh các chị đã biết là như nhà hát Thăng Long chẳng hạn, lập kỷ lục của châu Á, tức là 365 ngày sáng đèn. Hiện tại một số nhà hát của tư nhân, gia đình người ta tổ chức thôi, nhưng mà cũng 365 ngày sáng đèn. Và mỗi một ngày 4 đến 5 suất diễn đều đặn. Thì chứng tỏ rằng cái nghệ thuật múa rối này nó vẫn tồn tại và sống tốt, chứ không phải là nó mai một. Yeah. Anh ơi, em muốn hỏi anh là ngoài cái mà múa rối đó ra, có một cái thú vui nào khác của anh để cho anh có thể thanh xuân hơn, anh có thể vui hơn và anh có thể lạc quan hơn trong cuộc sống của anh hay không? Cái nghề nó đem đến niềm vui cho mình. Và cái niềm vui nhất ý, là khi mà mình truyền dạy lại được cho lớp trẻ. Cũng rất mừng là khi mà nhà hát MTV Hạ Long người ta đặt vấn đề nhờ, thì tôi có thiết kế rồi đầu tư ra cái chất xám của mình là truyền dạy, rồi thì tạo hình con rối. Thế và đặc biệt là các cái bạn thanh niên thì các bạn ấy theo học rất là tốt. Thế mà mình có cái hứng thú để mà truyền dạy thì cái đó là một cái niềm vui mà mình thấy rằng là các cái lớp kế cận là người ta ham muốn, người ta yêu nghề như vậy, thì chắc chắn là cái nghệ thuật truyền thống này nó không thể bao giờ mai một được. Và cái đó chính là cái niềm động viên mà là cái động lực để cho tôi mỗi một ngày tôi lại cố gắng hoạt động thêm lên. Dạ. Anh em hỏi chút xíu, có khi nào mà bà xã anh á chị ghen anh với mấy con rối không? Nhiều lúc ấy thì bà cũng cảm thấy khó chịu, bởi vì có khi đang đêm mà mình ngủ này mà không ngủ được, hoặc là nghĩ ra được một cái trò gì đấy thì có thể mình dậy mình viết, mình ghi lại. Thế thì cứ lục sục, có đêm có khi là đêm bà đang ngủ thì mình đánh thức bà. Nhưng mà cũng rất ủng hộ chồng, tức là khi mà mình ý định mình định làm một cái việc gì đó về con rối, bàn với bà ấy thì bà ấy cũng nhất trí tạo điều kiện, thậm chí là phải phá cả xe đạp cũ ra. Sao có vậy? Nhà có xe đạp phải phá xe đạp cũ ra để lấy cái sắt ống sắt để làm máy rối nước chẳng hạn. Thế hay là vợ chồng gom góp được một đôi chỉ vàng làm khuyên tai cho vợ, nhưng vợ bỏ thôi bán đi để cho tới đầu tư cái nọ, đầu tư vào cái vào múa rối thì cũng đồng ý. Vợ chồng là đồng tâm đó chú hả? Dạ. Mà chú nửa đêm á chú bật dậy chú đi kiếm mấy con rối thì không sao, chứ nó bật dậy nó đi kiếm chú là có chuyện. Tại con với chị Vân là tại sân khấu, con là chuyên diễn kịch kinh dị á chú, thành ra tưởng tượng nhiều. Nãy á em thấy anh treo mấy con rối toàn ten tự nhiên em với Vân nói chứ khi nào đem tự dưng nó bỏ dây ra đi kiếm anh á. Có bao giờ mình có những cái hiện tượng kỳ lạ nào không chú? Có một kỷ niệm nào đó với những con rối của chú ạ? Nó có những cái kỷ niệm cũng khá sâu sắc. Bởi vì là trong cái lúc mà gia đình rất là khó khăn, con cái thì ốm đau, bệnh hiểm nghèo, trong nhà không còn cái gì cả. Nhà thì nhà làm nông nghiệp, thế ngoài cái vài cái sào ruộng ra thì cũng không có một cái thứ gì thu hoạch, thu nhập khá khá cả. Thế đùng một cái thì có người đến đặt con rối. Thế là mình có tiền làm được con rối xong cho người ta, thì cái đoàn nghệ thuật múa rối Hải Phòng người ta đặt toàn bộ một cái chương trình múa rối nước mini. Thế là mình có cả một cái khoản tiền, mình thanh toán nợ nần rồi chữa bệnh cho con. Ok, thế thì cái đấy cũng là một trong những cái kỷ niệm mà có lẽ trong đời làm nghệ thuật của mình không bao giờ quên được. Cái đó giống như là ông tổ ông đãi đó, không thực sự cái mình yêu mến một cái điều gì đó, mình bỏ hết tâm huyết sức lực của mình cho một điều gì đó, tự dưng mình được đền đáp lại, em nghĩ là như vậy. Thành ra là nãy em tính hỏi anh một câu là cái nào anh cảm thấy anh chán đời, muốn buông tất cả mọi thứ hay không? Có những lúc khi con cái nó trưởng thành rồi, nó có cuộc sống riêng rồi, nó không cần đến mình nữa, rồi mình thì cũng lớn tuổi rồi, mình cảm thấy là mình không có đủ sức khỏe để mình có thể đeo đuổi tiếp cái đam mê của mình được nữa. Có khi nào mà anh có cảm giác đó chưa? Cho đến bây giờ ấy thì mình có hai con thì các con cũng đã trưởng thành, thế và công việc ổn định. Các con có nói là thôi bây giờ bố mẹ không phải làm nữa, bố mẹ ở nhà, bố mẹ nghỉ ngơi đi, đặc biệt là bố, chúng con làm được rồi, có gia đình, có kinh tế rồi, chúng con lo cho bố mẹ.
Nhưng mà mình không thể nào mà quên được, không thể nào mà dứt khỏi cái nghề này được. Dạ, em thấy cái câu chuyện của anh và cái cuộc sống của anh với là những con rối đó, thì em thấy rõ ràng là mình hết lòng vì nghề thì nghề sẽ không bao giờ phụ mình. Thì vừa rồi là anh kể là em cũng tin vào điều đó. Xin thay mặt cho chương trình cảm ơn anh rất nhiều. Dạ vâng ạ. Thưa chú, và bây giờ thì chương trình của tụi con có một món quà nho nhỏ muốn gửi đến chú ạ. Con xin mời chú mình qua bên này ạ. Dạ, con mời chú quay lại ạ. Dạ thưa chú, đây là một chiếc máy massage. À, tụi con muốn gửi đến chú, tại vì biết chú là lúc nào mình cũng sử dụng cái đôi tai nè. Thì cái máy massage này sẽ là người bạn đồng hành cùng với chú trong những lúc mà mình mệt mỏi, mình có thể dùng nó để hỗ trợ cho công việc của mình. Và tụi con chúc chú lúc nào cũng sẽ có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục gìn giữ cái nét văn hóa truyền thống thật đẹp của Việt Nam mình. Và mong chú luôn luôn sẽ giữ cho mình tinh thần mãi mãi thanh xuân.